Xin chào các bạn đang theo dõi livestream của Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jinhae. Hiện tại tôi đang có mặt tại phòng công nghệ cao và trước mặt tôi đây là chị Trà. Hôm nay chị Trà đã đến buổi thứ 3 của dịch vụ trị nám Melasur. Sau khi xin phép và được sự đồng ý của chị thì chúng ta có thể lại gần và xem theo dõi được rõ ràng kết quả cải thiện của chị như thế nào. Chị Trà ơi, em xin phép được phỏng vấn chị một vài câu nhé chị nhé. Hôm nay là buổi cuối của mình rồi đấy ạ. Em thấy là tình trạng da của chị đã được cải thiện rất là rõ rệt rồi đấy ạ. Chị thấy thế nào ạ? Cảm ơn bọn em mà nếu mà nó ta cải thiện thì quá là tốt rồi. Dạ vâng. Cảm ơn bọn em. Dạ vâng. Em xin phép là được chia sẻ lại với mọi người về tình trạng da của chị trước kia nhé chị nhá. Ok. Như mọi người thấy đây là tình trạng da của chị Trà trước khi đến với Viện Thẩm mỹ Quốc tế Jinhae. Thì cái tình trạng nám của chị so với bây giờ thì đã được cải thiện rất là rõ rệt rồi, mọi người có thể xem được kết quả. Những cái vết nám nó không còn được nhiều như trước nữa. Với chị gần 3 buổi thôi. Chúng ta cùng nghe theo lời chia sẻ của bác sĩ về tình trạng da của chị như thế nào. Bác sĩ có thể chia sẻ một chút về tình trạng da của chị Trà đang hiện tại bây giờ như thế nào không ạ? Chị Trà, thực ra là cái lúc mà buổi đầu tiên ý, chị Trà da bị tổn thương rất là nhiều. Nên là các cái vết nám đó là nám hoa đào, nó nổi hết cái vết nám của nó rất là yếu, nó tích hết toàn bộ. Thì đây là buổi thứ 3 thì thực ra là cái tình trạng nám nó không cố, nám hoa đào không hết hoàn toàn rồi. Chị còn đang còn một số cái chân nám cũ từ xưa thôi, thì cái này có thể là sẽ chị Trà còn muốn sắc hẳn của chị Trà nám thêm chị ạ. Thì cái này nó sẽ là gọi là gần như là không còn thấy là những cái nám cũ ngày xưa, những cái nám không đen của người xưa sẽ hết luôn. Từ 3 tuổi như em đã nói ngay từ ban đầu ấy, là nó sẽ xử lý được cái tình trạng da yếu và bị tăng sắc tố sau nha của mình không. Dạ vâng, cảm ơn lời chia sẻ của bác sĩ ạ. Chị Trà ơi, nếu như mà mình muốn được cải thiện da một cách rõ rệt hơn nữa để như theo như lời bác sĩ chia sẻ thì mình có thể được nghe tư vấn của bác sĩ sau nhé chị nhé. Cảm ơn lời chia sẻ của chị và của bác sĩ ạ. Các bạn đang theo dõi livestream, nếu như các bạn đang gặp phải tình trạng giống như của chị Trà và muốn được cải thiện một cách rõ rệt về làn da, các bạn có thể inbox trực tiếp cho fanpage hoặc có thể là gọi điện qua số hotline 0829458888 để được tư vấn trực tiếp. Hẹn gặp lại các bạn trong các livestream tiếp theo.